Dạ rồi, xin chào anh em, chào mình em đã quay lại với kênh Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Hôm nay Máy Móc Việt Nam Bình Tân sẽ đưa ra cho anh em mình một cái chương trình cực kỳ ưu đãi luôn, dành cho những anh em mà có nhu cầu mua những cái dòng bu lông pin lực khỏe 850 niu, thì Deathstone đang có một cái chương trình rất là tốt cho anh em mình với mã máy M21 AW 850 rồi. Cho anh em mua một cái con máy như thế này giá nó sẽ là 2,5 triệu, nhưng mà anh em mình có thể lựa chọn được rất là nhiều phần quà kèm theo khi mà anh em mình đầu tư một con máy bu lông 850 niu này nha anh em. Là thân máy, anh em mình có thể lựa chọn được gói combo. Đầu tiên là mình có thể mua được gói bu lông 850 niu, một thân máy kèm với một thân bu lông gốc M21 RW 900 BL này nha anh em. Đó, như này thì anh em mình mua với giá là 2,5 triệu cho anh em. Đây là combo 1. Tiếp theo thì sẽ là lên gói combo 2 cho anh em. Combo 2 thì anh em mình có thể lựa chọn được một thân máy 850 kèm với một dòng chuyên vít 250 NCB của Deathstone. Đây, gói combo 2, anh em mình vẫn nhận được hai thân máy giá chỉ có 2,5 triệu thôi. Combo 2 nha, anh em mình nhớ giúp em nha. Tiếp theo thì gói combo 3 này sẽ phù hợp với anh em nào mà mình có nhu cầu mở ốc lớn và ốc nhỏ luôn. Thì con 850 này anh em dùng để mở ốc lớn. Còn anh em nào mà mua cần thêm một con máy nữa để mở ốc nhỏ, ốc 22, ốc 24, ốc 26 với sát máy nhỏ hơn, thì anh em mình có thể lựa chọn combo 3. Anh em sẽ nhận thêm được một con bu lông 500 niu Bro của Deathstone anh em. Con này mãi chính xác của nó luôn là M21 AW 550 rồi. Cho anh em mình nhận hai thân máy bu lông, một con lớn một con nhỏ, giá chỉ có 2,5 triệu, combo 3 cho anh em. Tiếp theo một cái gói combo cũng rất là tốt cho anh em nào mà mình sử dụng cũng như là dùng. Combo này sẽ phù hợp với anh em mình chưa có pin, chưa có sạc luôn. Gói combo này là combo 4 nha anh em. Đó, anh em mình mua một thân máy 850 niu kèm một viên pin B4000 Bluetooth nha anh em, B4000 và một cục sạc S40, giá nó là 2,5 triệu cho anh em mình đầu tư nguyên một cái combo như thế này luôn, gói combo 4. Và tiếp theo sẽ là gói combo thứ 5 dành cho anh em đi công trình. Đó, anh em mình đã có một con máy dùng để siết bu lông rồi, thì bây giờ mình có thể lựa chọn được thêm một cái phần quà nữa. Gói này là combo thứ 5. Con này nó sẽ có mã là M21 AG 100 Pro cho anh em mình để anh em mình đầu tư nha. Giá con này anh em mình mua hiện tại nó sẽ là rơi vào tầm 1,090,000. Anh em mình mua chung với combo như thế này giá của nó chỉ có 2,5 triệu thôi. Anh em nhận được bu lông, nhận được con máy này. Gói combo thứ 5. Tiếp theo cũng là cái combo cuối cùng nha anh em, để anh em mình đầu tư. Combo cuối cùng này thì em thấy phù hợp với khá là nhiều anh em đầu tư làm sửa xe. Anh em mình cần một con máy khoan nè, cần một con bu lông, thì bu lông anh em đã có sẵn rồi. Bây giờ Deathstone sẽ đưa ra cho anh em mình một cái chương trình là combo thứ 6. Anh em mình mua thân máy kèm với một con khoan M21 KB 1385 rồ, giá nó vẫn là 2,5 triệu. Anh em nhận được hai thân máy nha anh em, hai thân máy cho anh em mình đầu tư. Anh em nào nãy giờ mà mình nắm bắt được 6 gói chương trình này rồi và mình có nhu cầu mua trả góp, mua trả trước, thì anh em mình có thể nhấc máy lên điện ngay cho số online 0906 779465 để được bên em hỗ trợ và tư vấn cho mình nha anh em. Đó, và anh em nào mà mình muốn đầu tư dòng này hoặc là mình muốn tới tại cửa hàng luôn, thì anh em có thể đến với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để được đầu tư cũng như là trải nghiệm thực tế những dòng máy này. Và đặc biệt bên em thì có tới 3 chi nhánh để cho anh em mình có thể tới để hỗ trợ cho anh em. Chi nhánh 1 là ở Bình Tân, chi nhánh 2 là ở Thủ Đức, chi nhánh 3 là ở quận 12, Trường Chinh. Đó, cho anh em nào có nhu cầu thì mình có thể tìm qua 3 chi nhánh để được bên em hỗ trợ nha, hoặc là gọi cho số hotline cho anh em để được bên em hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho anh em mình. Và anh em nhớ tranh thủ mình đầu tư nhanh nhất, sớm nhất để còn những cái chương trình và nhiều chương trình cho mình lựa chọn nha anh em. Còn bây giờ thì chắc xin chào và tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.